Hôm nay tròn 50 năm kỷ niệm chiến thắng ấp Bắc, ngày 2 tháng 1 năm 1963, ngày 2 tháng 1 năm 2013. Nửa thế kỷ trôi qua, nhưng hào khí oai hùng, hình ảnh của chiến thắng ấp Bắc vẫn còn in mãi trong tâm trí của quân dân Tiền Giang. Chiến thắng ấy giờ đã trở thành biểu tượng cho ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam trong công cuộc chống giặc ngoại xâm. Và trong những điều làm nên chiến thắng ấp Bắc 50 năm trước, có sự dũng cảm, mưu trí, gan dạ của ba chiến sĩ gang thép. Với tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, ba chiến sĩ gang thép đã chiến đấu anh dũng và ngã xuống trong sự khiếp sợ của kẻ thù. Để đến hôm nay, hình tượng của các anh vẫn có trong lòng dân tộc. Với nhiều người, tượng đài tiểu đội gang thép là công trình ấn tượng nhất trong khu di tích lịch sử chiến thắng ấp Bắc. Người cầm súng, người cầm thủ pháo trong tư thế tiến công hiên ngang trên xe tăng địch. Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, đó là lý tưởng sống của ba chiến sĩ gang thép Nguyễn Văn Đừng, Đỗ Văn Trạch và Hùng, tiểu đội 1, trung đội 2, đại đội 1, tiểu đoàn 261. Trở lại chiến trường xưa sau 50 năm, thiếu tướng Nguyễn Văn Lưỡng và đồng đội cùng ôn lại thời khắc chiến đấu oanh liệt. Và trong những phần ký ức về trận đánh năm 1963 ấy, không thể thiếu những hình ảnh sống động về sự dũng cảm gan dạ của những người chiến sĩ đánh cháy xe M113 của địch, giúp quân ta giữ vững địa hình. Thì có thể nói là trang bị của chúng ta rất là đơn sơ, chủ yếu là dùng tâm long để giật bộ binh và lựu đạn cũng dùng để là ném trong tầm 30 thước. Cho nên khi mà xe M113 đánh vào trận địa thì ba chiến sĩ gang thép này bằng cách là dùng lựu đạn để đánh vào xe thiết giáp. À, đó cũng là thể hiện một cái lòng dũng cảm và sức chiến đấu của một cái người chiến sĩ. Khi mà gặp một tình huống khó khăn đó, họ sẵn sàng hy sinh vì tổ quốc, vì nhân dân. Và cuối cùng là ba chiến sĩ gang thép đã hoàn thành nhiệm vụ. Sự hy sinh anh dũng của những người chiến sĩ quả cảm đã biến thành động lực để quân và dân ta kiên trì giữ vững công sự và đánh lùi các đợt tiến công của địch. Tiểu đội gang thép, chiến sĩ gang thép là những tên gọi đầy triều mến mà cũng rất đổi tự hào dành cho các anh và những người chiến sĩ kiên cường trong tiểu đội 1. Trong nhà mộ ba chiến sĩ gang thép, ba ngôi mộ nằm song song luôn nghi ngút khói hương, vừa để ấm lòng người nằm xuống, vừa để nhắc nhở về một thời hào hùng của cha anh. À, những ngày lễ ngày này á, thì nhà nước tổ chức, rồi là dân ở đây họ tổ chức ngày giỗ. Giỗ thì theo ngày âm lịch, tức là giỗ là ngày mùng 7 tháng chạp của âm lịch. Thì chúng ta đây là bà con đây bắt đầu gọi lại gom góp lại, người thì món này món nọ để cúng chiến sĩ. Từ nhiều năm qua, lễ giỗ ấy đã trở thành nếp sinh hoạt văn hóa, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Nửa thế kỷ đã đi qua, ba chiến sĩ gang thép vẫn sống mãi trong lòng người dân Tân Phú. Tiểu đội gang thép vẫn là tượng đài sừng sững uy nghiêm và sáng ngời hào khí của đất trời phương Nam. Chiến tranh đã lùi xa, ấp Bắc hôm nay mang trong mình một sức sống mới. Những trang sử ngày xưa giờ cũng đi vào lòng người một cách nhẹ nhàng, đầy thi vị. Ai về thăm chiến trường xưa, đi ngang ấp Bắc nơi này. Đường làng xanh bóng u ơ, trẻ thơ đến lớp vui ca học hành. Ngày xưa xe pháo tan tành nơi đây, ngày nay ấp Bắc dựng xây anh hùng. Ngày nay ấp Bắc dựng xây anh hùng.